chiều cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đến với bếp nhỏ trên sông của ghe hàng Vlog. Thì chiều nay mình ăn món gì em? Nấu giò heo với khóm. Hả? Giò heo khóm. Heo nấu khóm. Giò heo nấu canh khóm ha. Ừ. Với cá chiên. Cá chiên. Cá gì? Cá chẽm đó còn đó. À. Rồi đem phơi nắng cho anh gạch. Chút chiên cho dễ. Thì mấy con cá chẽm mà con cá chẽm bữa đó mình kho tương đó phải không? Thì còn hình như dư lại mấy khứa ta, ba ống khứa gì phải không? Ba khứa mình muối chiên ngang qua nay rồi. Thì chiều nay mình sẽ chiên với giò heo, mình sẽ nấu canh khóm. Cái này mình nấu là nấu với gì nữa ta? Khóm hả? Ừ. Nấu với khóm hả? Nấu với khóm không hả? Chỉ là hầm giò heo với khóm không thôi. Giò heo thì mình chặt cho xong thì mình sẽ rửa qua một nước muối ha. Lần hồi mình nấu luôn chứ mình đâu trụng nữa ha. Nấu luôn. Nấu luôn. Nấu trụng. Mình nấu trụng mình qua sơ nha, nước cái trong mà mình để thì cũng được. Ừ, cũng được, đâu khỏi cần trụng. Bên đây mình mới có chặt giò heo ở bên chị hai ăn cơm mình đó. Bên chị hai ăn cơm sớm, chiều ăn cơm sớm. Cái này mình nấu con trái khóm một ha. Trái thôi. Trái luôn. Tại mấy đứa nhỏ ít ăn, mình ăn hai đứa chắc ăn cũng trái là được. Nước sò mình để cho mình nấu luôn hay gì? Mình cho giò heo vô rồi mình mới nêm luôn không? Hay là giò heo vô mình để tí muối lên. Tí muối vô á. Cái nó sâu lên cái mình nát bọt mình phải nêm lại. Cho nó lên bọt á. Lên dạ cái mình để đồ. Thank you.
Hơi khóm mình sắc rồi mình ướp. Mình ướp vô xong khóm á. Miếng muối với miếng đường cho thấm tóm cho ngon. Chỉ có đường với muối thôi ha. Đường với muối thôi. Đường nó phải nhiều. Mình cũng nêm như canh kia thôi ha. Nêm bột nêm với miếng với đường thôi, đừng nêm bột ngọt. À, không nêm bột ngọt ha. Không nêm bột ngọt. Mình sao không nêm ta? Nêm vô nó cái mùi khóm, vị khóm nó mắc mùi. À. Mắc cái mùi khóm ha. Cho nên mình chỉ nêm bột nêm với đường. Với muối. Với muối. Nước mắm thì cũng nêm bình thường ha. Khi gần nhắc á, mình cho vô miếng cho nó thơm đấy. Cái này thì khi giò heo mình sôi lên 1-2 dạo là mình cho khóm vô luôn ha. Chứ không có cần khóm mình để nấu lâu cho nó thấm vô nước á, nó thơm. Mua cái kẽm 6 mét là bụng luôn á, cực kỳ luôn. Ừ, lào, ông nó lại là mua tiền ông gì đó. Đây, sau khi hầm một hồi thì nồi canh mình cũng đã chín rồi phải không? Được, chín rồi. Được rồi, bây giờ mình sẽ nhắc xuống bắt đầu mình chiên cá phải không? Chiên cá. Chiên cá là ăn cơm. Cá này em ướp cái gì vậy? Ướp bột ngọt với một tí đường với nước mắm với nước mắm muối nha. Với tiêu. Với tiêu. Bây giờ chỉ đợi dầu sôi lên là mình bắt lên mình chiên nha. Cá muối này chiều nay chắc mấy đứa ăn ạ. À, nãy giờ là cá muối ăn. Cá muối ngon mà. Cá muối mà còn phơi dẻo dẻo nữa không? Còn gì bằng nữa. Món này thấy chiều nay là ngon. Ăn với canh là đúng bài luôn. À, cái chiều 2 thứ. 2 thứ hả? Sao rồi? Chị hết sẽ ăn hết. Sẽ ăn hết rồi. Tại còn canh thật chứ.
mình che cái miếng cao su nha, cái vợ mình có cái lần nắng á, nghe hay mà. Rồi chiên 2 phút, chiên được chờ lại 1 phút, mời sáng ăn cơm luôn. Để chiên nhiều quá không hết, dư thôi đúng không? Ừ. Để thiếu thì cháu không? Chứ còn nồi canh nhiều quá nhiều rồi. Canh thịt lắm. Cá này chiên mau giòn, mau vàng dữ nha. Tại nó khô á, khô thì nó mà chiên mau hơn cá tân. Ừ. Vàng chín chưa? Khô thì chiên mau chín hơn. Cá của mình giờ chín phải không? Ừ. À chín chưa? À, nhắc xuống mình cho mà. Cái này ráo dầu nha. Dế gì nữa vậy mà? Canh. Cái gì? Canh khóm. Khóm gì? Canh khóm giò heo. Với cá chiên. Cá muối chiên nữa. Cá muối bữa hổm mấy con phái đó. Canh khóm bị múc gà tô. Rồi mình cho tiêu đồ lên nữa ha. Cho hành đậu gai lên đây. Chép tỏi dục dục cái đó đi. Ớt hả? Mày đưa chắc nó không ăn ớt nè. À, chiều nay thì mình cũng làm rồi bữa cơm. Bữa nay thì đơn giản canh giò heo nấu khóm với còn một ít cá chẽm. Bữa hôm trước mình làm món cá chẽm chân tương đó, kho tương đó. Thì bữa nay mình muối, muối này muối không chứ đâu không có muối sợi ớt ha. Muối tiêu. Muối tiêu. Còn miếng chỉ còn miếng tôm phải không? Tôm sáng không. Miếng tôm hồi sáng kho để mình cho mấy đứa ăn luôn. Rồi vô cho Lực ơi, vô cho Lạc à. Rồi ăn cơm đi con, cơm đi. Rồi, ngồi xích vô em, ngồi xích vô em, bà không dớn con mẹ, không bà cô chiếu con. Rồi ngồi xích vô em, ngồi cho Lực xích qua bên kia luôn. Rồi mẹ nè, Lạc trước rồi mẹ chút. Cá này ít xương. Rồi giờ Lực ăn cơm đi. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn được không? Cá ăn được không? Ừ. Giờ Lực ăn được không? Giờ Lực kỳ kỳ trời. Mùi muối gì đâu. Cá muối. Cá muối á. Con không ăn già. Ăn đi, con không ăn được. Không ăn được cá này luôn hả? Như khô vậy. Gia Lực ăn được không? Được. Gia Lực ăn được à? Gia Lạc khô cho Gia Lực nữa. Gia Lực ăn cá được nữa kìa. Con ăn cá không được. Cá này có mùi gì kỳ kỳ. Cá này như khô vậy đó con. Thường con đâu có ăn khô được đâu. Không ăn khô được hả? Ăn miếng thịt đi, thịt nạc nè. Ăn thịt nạc nha. Thịt nạc nhấp nè. Mẹ chấm miếng nước mắm nha. Thôi để nó đi, thôi con chấm. Cho Gia Lực đi em. Gia Lực ăn thịt nạc miếng nha. Ăn miếng thịt đi, thịt canh ngon nè. Chứ lại ăn cá không? Ăn tép. Ăn tép. Ăn cá. Cá không. Mẹ con ăn mấy thịt này đi. Mà khó. Ừ. Thịt này còn vừa ăn hay Gia Lực? Ở Gia Lạc chưa có mềm. Mẹ nấu nãy cũng chưa có mềm lắm.
Thầy cũng chiều rồi cho nên nãy nấu dừa. Nó dễ thật cho. Không ăn da phải không? Hay nóng. Đi chứ ngồi. Mình ngồi đây mà mình thấy cái mùi canh khóm mình thơm ha. Khóm nấu thì thơm đó. Còn thấy canh khóm ăn sao vậy Lạc? Ngon. Ngon hả? Mình ngồi đây nghe cái mùi canh khóm rất là thơm luôn. Chỉ thơm mùi khóm thôi. Con thử miếng khóm không? Vậy thôi con luôn. Gia Lực thì nó thích ăn cá muối này hơn. Cái này kiểu như muốn hành khô rồi, phải không? Như khô. Cái này như khô rồi. Đây là sớ cá nè. Cái này cũng như khô rồi. Cái gì ăn gì? Ăn tương. Ăn tương hả? Dạ. Ăn tương ăn như tàu hủ phải không? Cá ngon như gì mà Gia Lực ăn không được hả? Ủa Gia Lạc ăn được hả? Không, không được. Thử miếng canh khóm nè. Nghe mùi thơm quá. Không có miếng chua ha. Nó chua chỉ chua hơi hơi à. Khi mình ăn với miếng khóm á, nó còn chỉ chua hơi hơi. Chứ cái nước không chua. Nghe thịt nổi hả? Nghe cá nghe thịt không nổi hả? Mày xé ra cho. Cái miếng đó nghe miếng gần. Nè, cá nữa nè. Giờ là ăn mà ăn tôm không gấp nha. Dạ. Tôm kế bên con tự gấp nha. Để ăn gấp tôm đóng. Cái này hơi dai mà ăn. Hơi dai. Mẹ ăn luôn cho. Cái miếng nó miếng gần. Dai. Cái mùi canh khóm rồi. Nó lạ lạ nha. Tại khi mà mình nấu khóm không á thì cái mùi khóm nó hơi nhiều. Nó nhiều hơn mọi khi mình nấu canh chua rồi này kia thì nó. Ăn miếng khóm rất là thơm luôn. Cái miếng khóm á thì nó còn chua. Nhưng mà cái nước á thì nó ngọt. Cảm cục á. Cảm phanh nè. Ta làm vậy kêu. À, này anh nghe chị Hà trả chiếu. Dạ. Cũng vừa ha. Vừa tới cái da giòn. Mẹ bái thêm cho con ha. Xíu nè. Ăn thêm nữa đi. Cái nước khóm á, nó ngọt ngọt, nó chua chua. Mình ăn cái kiểu như ăn canh chua em. Vậy. Thơm không vậy nha? Thơm.